chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại máy bay ném bom hạng nặng Rolandcaster cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và một bình luận góp ý nếu có gì sai sót ạ. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem video cùng mình tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. Rolandcaster là một loại máy bay ném bom hạng nặng 4 động cơ trong chiến tranh thế giới 2 của Anh do hãng Avro thiết kế chế tạo cho không quân Hoàng gia Ráp. Nó được đưa vào trang bị cho bộ tư lệnh máy bay ném bom Ráp vào năm 1942, tham gia các cuộc ném bom chiến lược trên chiến trường châu Âu. Nó trở thành máy bay ném bom hạng nặng chủ lực của Ráp, không quân Hoàng gia Canada, RCAF và các phi đoàn từ các quốc gia thuộc châu Âu và khối thịnh vượng chung hoạt động trong Ráp. Nó làm lu mờ vai trò của các loại máy bay ném bom cùng thời như Hanley B. Halifax và Sterling. Nó được đặt tên thân mật là Lancer, tên gọi này đã trở nên nổi tiếng nhất và là máy bay ném bom ban đêm thành công nhất trong chiến tranh thế giới 2. Nó đã thả 608.612 tấn bom tấn Anh trong 156.000 phi vụ. Lancaster là một sự phát triển của loại Avro Manchester kém may mắn. Lancaster được Roy Chadwick thiết kế và lắp 4 động cơ Rolls-Royce Merlin, hoặc trong một phiên bản lại lắp động cơ Bristol Hedwig. We'll be right back.
cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.